Đúng là nhãn. Dạ rồi. Rồi, để dốc như vậy để cho nó xuống hết luôn. Đây là chạy ra hết luôn đó. Trong vắt luôn ha. Can này chắc đâu được 20 đâu, cái này chắc có mười mấy lít ha. 20 hả? Ôi nhìn bé được 20 lít thay rồi. Quá đẹp luôn. Cái canh trắng này nè, mình còn canh ha. Mấy ông kia toàn mang cái canh sạch mỗi lần mà... Ý là mấy canh dễ làm. À, mấy ông kia ông mang canh xanh trời ơi. Ngồi làm nó dễ chào đó. Không có bất cảnh một cái là chào luôn. Ngồi hai hôm bữa kia vậy. Giao cho lính, giao dính mấy lính mang lên, có một lính mãi mê nói chuyện, hai thằng lính một mày, hai lính mãi mê nói chuyện, cái hồi nữa quay ra nó đạp quá trời. Tức là ông chở mình lên, cái ông giao cho hai lính ngồi cho đông chút ha. Canh trắng dễ làm, dễ thấy. Còn cái xanh này lâu phải dòm đây nè. Nhanh nhá, rót cũng nhanh nhá ha. Đừng để nó nguội, nguội rót chậm. Như mật kia đó mình rót người ta mà biểu như không có máy không chết được, chết chậm lắm.